Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc các nhà hảo tâm thân thường được nhiều sức khỏe. Hôm nay Dương Hậu tiếp tục trao một phần gạo 100.000 của nhà hảo tâm Giang Bô Tô cho bà con nghèo hoàn cảnh khó khăn. Dương Hậu cũng mới mở trang YouTube Hậu Từ Thiện ngã 7. Mong quý vị hãy đăng ký và chia sẻ like thích. Nhà mạng có thưởng tiền Dương Hậu dùng số tiền vào quỹ Từ Thiện ngã 7 giúp cho bà con nghèo không tiền chữa trị thuốc thang. Số điện thoại Dương Hậu là 0909098469. Mong quý vị hãy đăng ký. Rồi. Đây là bà con nghèo của quê Dương Dương Hậu bán ve chai, cũng thay mặt bà con cũng xin cảm ơn Giang Ô Tô đã ủng hộ chương trình này. Mong quý vị hãy chia sẻ và đăng ký YouTube của Dương Hậu. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn quý vị dành vài phút xem chương trình này.